Xin kính chào toàn thể anh em. Mình giới thiệu nhanh tới anh em Builder CT800 rất đẹp luôn. Thiết kế to bản, dày dặn, nhìn vào là ấn tượng luôn ha. Cái phay nhôm của nó ở đây thì không những đẹp mà nó còn trường tồn theo thời gian. Hai đồng hồ vu nền màu vàng, ấn tượng nhỉ. Cái kính những đồng hồ vu họ làm rất là dày, nó nổi khối hẳn ra bên ngoài ấy, nhìn đẹp lắm. Ấn tượng luôn đấy. Nút niếc làm to bà lòa, ba cái nút nằm ngay cái đoạn này nó to giống như ba cái nút volume, nhìn nó ấn tượng. Anh em có thể quan sát được cái độ sang trọng, độ đẹp của con này ha. Giá 6,5 triệu đây. Cơ của con này phản hồi nhanh nhẹn. Nói chung nó phản hồi ngay lập tức ấy, cơ nó nhanh lắm. Chất âm tuyệt vời anh em ạ, chất âm sáng sủa, chi tiết, nghe rất thích. Hai cái đồng hồ vu nó nhảy nhảy khi có nhạc thì nó đẹp nhỉ. Rất là ok, đầu tư còn đúng chất hàng bài luôn nha. Đây, đầu tư chưa hề mòn một tí nào, đúng chất hàng bài, xịn sò luôn. Đây chúng ta có cái nắp Mica này. À, đẩy vào thì nó chắn cái bụi, rồi nó trang trí luôn. Nắp này mở lên mở xuống êm lắm, nhẹ nhàng. À, rất là êm đềm. Chất âm con này nghe thích lắm anh em ạ. Nghe nó kiểu nó chi tiết mà nó sáng sủa. Con này bên mình thì hàng rất đẹp, giá 6,5 triệu. Anh em có nhu cầu alo nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.